Hai, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay nhà tưởng niệm của ông Phan Nhân Khỏe nha mọi người. Nhà tưởng niệm này ở ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Đông, xã Cà Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì cũng trùng hợp là gần nhà mình luôn. Nhà mình cách đây cũng khoảng chừng mấy trăm mét à. Nên nay mình sẽ quay nhà tưởng niệm của ông Phan Nhân Khỏe nha mọi người. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ quay từ hướng ngoài huyện lộ 59 xuống từ Mỹ Hạnh Trung xuống Mỹ Đông. Thì tới cầu Phong Quế sẽ rẽ vào tay phải để đi vào nhà tưởng niệm ông Phan Nhân Khỏe nha mọi người. Thì bây giờ mình cứ quay từ hướng từ ngoài vô. Bây giờ hiện tại thật sự là phía sau lưng mình là nhà tưởng niệm rồi. Đó. Thì bây giờ mình cứ quay bắt đầu từ ngoài vô cho mọi người biết luôn nha. Đi nha, tiếp luôn. Thì mình đang ở hướng từ Tân Mỹ Hành Trung chạy xuống nè mọi người. Thì đây tới cầu Cúng Quế thì mình sẽ rẽ tay phải vào. Còn nếu đi hướng ở Tân Phước á, thị trấn Mỹ Phước lên thì mình tới cầu Cúng Quế, mình qua cầu rồi mình quẹo tay trái vô cho mọi người. Thì đây là đoạn đường này đang làm nè, công trình đang làm để cho rộng nè. Đó, mình thấy đây mới chạy đá xong á. Trên cao của con đường nè. Thì từ ngoài đầu đường lỗ lớn vào thì chạy khoảng chừng 500 mét là tới rồi nè. Cánh đồng lúa nè. Rồi, thì đây giờ mình đã tới cổng của nhà tưởng niệm rồi mọi người. Rồi thì mình bắt đầu đi vào, mình sẽ quay xung quanh trước cổng rồi mọi người. Đó. Chắc mình nghĩ sau đây sẽ là giống như cái công viên, như cái cổng hoa đâu á. Thấy những cái này mình không biết sao, có tên là có đèn, đèn mặt trời ạ. À. Kế bên là đồng lúa, quá xanh tươi luôn. Thì ở quê có những cảnh đẹp như vậy hả mọi người ha. Nắng dữ lắm rồi, bây giờ đây rất là nắng luôn, giờ khoảng tầm 9 giờ. Đây thì trước cổng thì còn cát không mọi người. Ồ, nắng chói chang luôn á. Chắc rõ này rộng lắm mọi người. Tại vì mình quay mình thấy vậy chứ rộng lắm. Rồi mình bắt đầu mình đi ngang qua cổng cho mọi người xem nha. Mình quay bằng camera hành trình cho nên nó rung lắc dữ dội lắm mọi người. Người xem video mọi người thông cảm cho mình nha. Rồi thì bây giờ mình đi vào nha mọi người. Có một cái cổng rất là lớn nhưng mà chưa làm xong cho nên cũng chưa có ghi lại thông tin gì hết. Chưa có tên của chưa có tên gì hết á. Nói chung là mới có cổng à. Thì bữa nay là ngày chủ nhật cho nên nay là ngày chủ nhật nên công nhân không có làm mọi người. Đây là cảnh ở trên cao nè, nhìn xuống nè, rất rộng luôn. Mình nghĩ những cái còn trống đó chắc trồng hoa quá. Cảnh ở quê phát ngát nè. Thì khi vừa vào cổng thì ở ngay bên tay phải sẽ là một cái trời mình không biết kêu bằng cái gì luôn nữa. Thì ở giữa có cái bia đá. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Rất là đẹp đúng không mọi người.
Nói chung là mình quay cho mọi người xem, mọi người biết thôi, chứ thật sự mình cũng chẳng có, mình không có thông tin gì thêm hết ở cái nhà tưởng niệm này hết. Thì mình chỉ nghe nói thôi chứ mình không biết chính xác là tên là nhà tưởng niệm hay là nhà thờ hay là đền thờ gì nữa. Chỉ chung là chưa có biết nhiều lắm, chứ mình chỉ thấy là xây một công trình rất là lớn thôi, thì biết là nhà đền thờ hay là nhà thờ gì đó, hay là nhà tưởng niệm ông Phan Văn Khỏe thôi, chứ cũng không biết chính xác là tên gì. Thì khi nào mà xong thì chắc người ta sẽ công bố, mình sẽ biết thôi. Thì mình sẽ đi một vòng chỗ cái nhà lớn nha mọi người, rất là rộng. Nhìn trên tay cam nhìn xuống thì nó chung là cũng rộng lắm rồi, thì mình ở đây mình nhìn còn rộng hơn nữa. Này có thể gọi, chắc thể gọi là đền thờ luôn đó mọi người. Bên góc phải, bên góc trái là nhà vệ sinh đó mọi người. Rồi thì mình sẽ quay hết một vòng của cái nhà lớn này rồi thì mình sẽ đi vào trong nha mọi người. Thì nói chung là trong thì chưa có gì hết á, nói chung là công trình đang thi công mà hôm nay thì công nhân không có làm, thì mình thấy mình quay cho mọi người xem thôi. Mình bắt đầu đi vào mọi người. Trước mắt mình là cát, những khuôn bao, những cái khuôn cửa bằng gỗ mới lắp cái khuôn, chưa có cánh nè. Bên trong khá là rộng mọi người. Đây là phía sau. Căn nhà rất là cao, đây có cái tam cấp. Vì chưa hoàn thành cho nên ở trong đây thì mình chưa có thấy gì thêm, để khi nào hoàn thành mà có dịp để mình vào thì mình quay cho mọi người xem nha. Trong nhìn ra cái rộng chưa. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi ra cho mọi người. Mình đã quay toàn cảnh nhà tưởng niệm của giống như nhà thờ với mọi người, nhà tưởng niệm của ông Phan Văn Khỏe rồi đó mọi người. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Nắng quá trời này. Chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ nha mọi người. Làm ăn phát tài phát lạc. Sức khỏe và hạnh phúc nha mọi người. May mắn nữa. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hãy cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, một like nha mọi người. Bye bye.